Xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ tàu kỹ thuật Trung Quốc bị bão Chaba, cơn bão số 1 làm gãy đôi khiến 30 thủy thủ gặp nạn. Ngoài những tin tức được cập nhật rời rạc trong ngày, dường như tình hình sức khỏe của những người thủy thủ này cũng đang được giữ bí mật. Mới nhất, lực lượng cứu hộ chung của Trung Quốc và Hồng Kông đã cứu sống thêm một người trong số 30 thành viên của thủy thủ đoàn trên con tàu kỹ thuật bị gãy đôi. Hiện tại có 4 người được cứu, 12 nạn nhân xấu số được tìm thấy và 14 nạn nhân vẫn đang được tìm kiếm. Cụ thể, bước sang ngày thứ 3, hàng loạt tin tức liên quan đến thảm kịch tàu biển kinh hoàng này vẫn còn đó những bí mật. Dù truyền thông Trung Quốc mới đây vừa tiết lộ đã tìm thấy 12 thủy thủ xấu số, tuy nhiên vẫn còn đó hàng chục mạng người đang lênh đênh ngoài biển và phép màu đã thực sự xảy ra. Tuy ít ỏi, nhưng ít nhất đoàn cứu hộ cứu nạn đã cứu sống thêm một thủy thủ, nâng tổng số người được cứu lên 4 thủy thủ. Đây là thủy thủ thứ tư được cứu sau khi một con tàu phục vụ công trình Fujing 001 của Trung Quốc bị gãy đôi. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, người này hiện trong tình trạng ổn định, song 26 thành viên còn lại vẫn đang mất tích. Trong đó mới nhất và tối qua đã tìm thấy 12 nạn nhân, hiện tại còn 14 nạn nhân mất tích. Đài CCTV cho biết thêm, một thành viên thủy thủ đoàn của Fujing 001 đã được cứu trong sáng thứ hai và các dấu hiệu sinh tồn của ông ấy vẫn ổn định. Cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Phi công Lee Ka-wing, người tham gia đội cứu hộ cho biết phạm vi của cuộc tìm kiếm đã được mở rộng về phía đông bắc của nơi tàu chìm. Ông Lee cho biết một hệ thống máy tính đã được sử dụng để tính toán phạm vi tìm kiếm, song thừa nhận rằng việc tính toán rất khó khăn do hướng gió luôn thay đổi. Vùng biển xảy ra tai nạn cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam, được bao quanh bởi khoảng 100 tua bin gió nên các nỗ lực cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Ông Lee cho biết công tác cứu hộ đang phải chậm lại vì các tua bin gió cao gần 250 mét. Phi công Lee cho hay, chúng tôi đang bay qua mây và phải dựa vào radar để phát hiện các chướng ngại vật trước khi tiếp cận hiện trường tai nạn. Lực lượng cứu hộ đã điều động 4 máy bay, 6 trực thăng và 36 nhân viên đến hiện trường trong ngày hôm qua. Ông Lee thông tin thêm, tôi chưa bao giờ thấy một hoạt động cứu hộ quy mô lớn với nhiều trực thăng như vậy. Khi tôi rời hiện trường, một chiếc trực thăng khác sẽ tiếp quản. Khi tôi đi được nửa đường, chiếc thứ ba đã trên đường đến. Khi về đến trụ sở, tôi phải quay trở lại sau khi đổ đầy bình nhiên liệu. Phi công Lee cho biết gió giật mạnh đến mức làm tăng thời gian di chuyển và lượng xăng tiêu thụ của trực thăng, khiến cho họ chỉ còn khoảng 25 đến 30 phút dành cho hoạt động giải cứu tại hiện trường. Ông Lee nói qua đài radio hôm qua, đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang điều động trực thăng đến hiện trường. Là lực lượng cứu hộ tuyến đầu, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vào thời điểm con tàu gặp nạn, bão Chaba đang hướng đến tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc. Hình ảnh do chính quyền Hồng Kông công bố cho thấy một thủy thủ được kéo lên trực thăng khi con tàu đã chìm, một phần sóng lớn ập vào boong tàu. Trước đó một ngày, giới chức Bắc Kinh đã yêu cầu điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này, trong đó có việc thiếu chuẩn bị trước cơn bão. Fujing 001 đã bị gãy đôi giữa các đợt sóng cao tới 10 mét và gió mạnh tại gần trung tâm của cơn bão Chaba. Bộ Quản lý Tình hình Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết tai nạn đã phơi bày các mắt xích yếu kém trong quản lý an toàn bão. Bộ này nói phải rút ra các bài học kinh nghiệm từ vụ tai nạn và các tàu thuyền cùng thủy thủ đoàn nên quay về cảng khi có bão để giảm thiểu rủi ro. Theo truyền thông địa phương, Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải Hồng Kông đã nhận được tín hiệu SOS về vụ việc vào lúc 7 giờ 25 phút giờ địa phương. Khi đó, con tàu ở điểm gần tâm bão Chaba có vận tốc gió khoảng 144 km/h và sóng cao 10 mét. Con tàu gãy làm đôi và tổng cộng 30 thành viên thủy thủ đoàn được cho là đã nhảy xuống biển. Cơ quan chức năng Hồng Kông Trung Quốc cho biết địa điểm con tàu gặp nạn rất gần tâm bão Chaba. Cơ quan hàng không công vụ Hồng Kông đã ngay lập tức triển khai 2 chuyến bay sử dụng máy bay cánh cố định và 4 chuyến bay trực thăng đến khu vực phát tín hiệu để thực hiện công tác cứu nạn. Cơ quan cứu hộ của Trung Quốc cũng đã điều một tàu cứu hộ ra vùng biển nói trên và thông báo sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm những người bị mất tích. Theo thông tin mới nhất, hiện tại chính quyền Trung Quốc thông báo đã tìm thấy 12 thi thể được tìm thấy sau vụ đắm tàu ở Biển Đông vào cuối tuần khiến hàng chục người mất tích. Thông báo tìm thấy 12 thi thể trong vụ đắm tàu ở Biển Đông được công bố vài ngày sau khi tàu kỹ thuật cách Hồng Kông 160 hải lý, tương đương 296 km về phía tây nam bị đánh gãy đôi trong bão Chaba. Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Quảng Đông nêu trong thông báo.
Tính đến 13 giờ 30 phút ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và vớt được 12 thi thể, nghi là của các nạn nhân chết đuối tại khu vực cách nơi tàu chìm khoảng 50 hải lý về phía Tây Nam. Các bộ phận liên quan đang đẩy mạnh việc xác nhận danh tính của các thi thể. Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Quảng Đông cho biết thêm, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, 3 thủy thủ được giải cứu ngày 2 tháng 7 và một người khác được cứu vào đầu ngày hôm qua, còn 26 người vẫn mất tích trong vụ tàu bị gãy đôi do bão Chaba. Video do giới chức Hồng Kông cung cấp trước đó cho thấy một người được đưa lên trực thăng trong khi sóng ập vào boong tàu đang chìm một nửa. Lời kể của 3 thành viên được cứu cho hay một số người khác đã bị sóng cuốn đi trước khi chiếc trực thăng đầu tiên tiếp cận. Ông Wet Ku, kiểm soát viên dịch vụ bay của chính quyền Hồng Kông cho biết, hiện khu vực tìm kiếm người mất tích đã được mở rộng nhưng cơ hội tìm thấy các thủy thủ còn sống sót là rất mong manh. Hồng Kông đã điều động 9 máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chung giữa đặc khu và Trung Quốc đại lục. Theo các thủy thủ may mắn sống sót, có thể các thủy thủ còn lại đang nhảy khỏi con tàu sau khi nó bị gãy đôi do bão. Mới nhất, phát ngôn viên của TFS nói rằng 3 người đã được đưa về trụ sở của cơ quan này ở phía tây nam sân bay quốc tế Hồng Kông. Tình trạng của những người được giải cứu không được tiết lộ. Tình hình của thủy thủ đoàn còn lại cũng không rõ ràng. Đến thời điểm này, Hồng Kông đã điều động 9 máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chung giữa đặc khu và Trung Quốc đại lục. Như vậy, đến thời điểm này, mọi thông tin liên quan đến số người mất tích hay sức khỏe của những người sống sót trong vụ tàu kỹ thuật gãy đôi ở Trung Quốc vẫn đang là một ẩn số. Cơn bão di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h sau khi đổ bộ thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Mặc dù có cường độ trung bình, nhưng trưởng bộ phận dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Gao Shanyu cho rằng Chaba có khả năng gây ra những trận mưa xối xả và có thể phá vỡ kỷ lục về lượng mưa tích lũy. Tỉnh Hải Nam đã nâng phản ứng khẩn cấp lên cấp 2, cao thứ 2 trong thang đo. Tỉnh này cũng đình chỉ hoạt động đường sắt trên khắp hoàng đảo và hủy hơn 400 chuyến bay. Gao Shanyu, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Trung Quốc cảnh báo, mặc dù không phải cơn bão lớn nhưng Chaba có thể gây ra những trận mưa cực lớn làm tăng nguy cơ lũ lụt. Chính quyền đảo Hải Nam Trung Quốc đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp 2. Do ảnh hưởng của bão Chaba, 400 chuyến bay ở Hải Nam đã bị hủy do thời tiết xấu. Nhà chức trách Hồng Kông đã nhận được 37 báo cáo về cây đổ và 25 nơi trú ẩn tạm thời đang có 87 người lưu trú, 2 người bị thương trong cơn bão và được điều trị tại một bệnh viện công tính tới 12 giờ 30 phút. Giới chức xác nhận có ngập lụt nhưng tới nay chưa có báo cáo về sạt lở đất. Nhiều điểm tham quan ở Hồng Kông cũng chịu ảnh hưởng của bão Chaba. Trong bản tin dự báo thời tiết gần nhất, Trung tâm Khí tượng Hồng Kông trước đó nói rằng Chaba sẽ đổ bộ gần Trạm Giang. Từ chiều đến tối, những giải mưa của bão Chaba sẽ tiếp tục gây mưa rào và gió giật mạnh thường xuyên cho Hồng Kông. Trong những tuần gần đây, nhiều trận mưa lịch sử và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã phá hủy tài sản, làm tê liệt giao thông và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người ở một trong những khu vực kinh tế và đông dân nhất của đất nước. Thời tiết cực đoan bao gồm lũ lụt lớn bất thường dự kiến sẽ tiếp tục ở Trung Quốc đến tháng 8. Với nguyên nhân một phần là do biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều tuần qua, lũ lụt và mưa lớn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phía Nam Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo thời tiết cực đoan, trong đó có lũ lụt bất thường, sẽ xảy ra tại Trung Quốc đến hết tháng 8 tới. Đến thời điểm này, đã có ít nhất 12 nạn nhân xấu số được tìm thấy, vẫn còn đó 15 nạn nhân đã mất tích. Chúng ta hãy cùng cầu mong phép màu sẽ đến với họ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.